À, cô xin chào các bạn lớp mình. Chúng ta trở lại với lại tiết học Internet vào sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Bạn thân mến, trong tuần này thì chúng ta đang ở cái chủ đề thứ nhất, văn bản nhật dụng. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã đi được hai văn bản. Văn bản đầu tiên tiết 1-2 đó là bài Phong cách Hồ Chí Minh. Văn bản tiết 3-4 đó là bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Chúng ta còn một tiết cuối cùng trong tuần này. Và tôi xin mời các bạn chúng ta cùng vào tiết thứ năm. Tập làm văn ha các bạn. Đây. Thì các bạn nhìn ở bên đây ha, sách giáo khoa. Điện tử thì cô cũng đã chia sẻ, chúng ta có thể lật sách ra cho cô trang số 24 các bạn. Bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản chứng minh. Tập làm văn. Tập làm văn. Tiết 5. Ta ghi cái tựa bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản tiết mình. Tiết này thì chúng ta còn ngoài cái bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh thì chúng ta còn lồng ghép thêm cái bài luyện tập nữa các bạn ha. Bài ở trang số 28. Trang số 28 đây các bạn. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Luyện tập. Có cái tựa là cái này. Vì tiết năm của chúng ta là chúng ta sẽ học hai bài ha các bạn, hai bài lồng ghép vào nhau, hai bài lồng ghép vào nhau hoặc tích hợp ha. Và chúng ta vào nội dung đầu tiên, một là mã là tìm hiểu bài, và xuống hàng các bạn cho cô một cái dấu sau và trở lại trang số. Đây, các bạn thấy chưa? Một là mã đây. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Vì chỗ này là các bạn đánh cho cô cái dấu sao. Chúng ta ghi cái nội dung ha. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Bạn nhìn ở bên đây thì ở đây thì chúng ta có bài văn thuyết minh đây các bạn. Sách giáo khoa của chúng ta có bài văn thuyết minh cây chuối trong đời sống Việt Nam. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu văn bản thuyết minh này. Văn bản cây chuối trong đời sống Việt Nam. Okay. Văn bản này thì bữa trước thì cô cũng có yêu cầu các bạn ở nhà thì chúng ta đọc trước cho cô. Đúng không nào các bạn? Được chưa? Được cái những cái nội dung mà văn bản thuyết minh này đề cập. Được chưa nào? Văn bản thuyết minh thì ở văn bản thuyết minh này đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ đi xác định cho cô đối tượng thuyết minh trước đi. Đối tượng thuyết minh, văn thuyết minh là chúng ta học khi nào các bạn? Chúng ta học vào năm lớp 8 đúng chưa? Bây giờ đối tượng thuyết minh thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra ha, đối tượng thuyết minh ở đây chính là cây chuối Việt Nam. Đúng không này các bạn? Rồi, chúng ta xác định cho cô nội dung thuyết minh nha. Nội dung thuyết minh, nội dung thuyết minh là thuyết minh về vấn đề gì đây các bạn?
cho chúng ta thấy được vai trò của cây chuối, đúng không nào? Vai trò của cây chuối trong đời sống vật chất lẫn trong đời sống tinh thần đối với lại con người Việt Nam. Như vậy nội dung thuyết minh ngay chỗ này chúng ta có thể ghi nhận ha. Chỗ này nội dung thuyết minh chúng ta thấy được cái vai trò của cây chuối trong đời sống vật chất, trong đời sống vật chất và tinh thần đối với người Việt Nam. Đó là nội dung thuyết minh ha. Chúng ta cũng đã xác định được đối tượng thuyết minh, và chúng ta cũng đã xác định được nội dung thuyết minh rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục xác định cho cô. Thế thì cái bài văn thuyết minh này thì nó thuyết minh về các cái đặc điểm nào của cây chuối đây. Viết ha, thuyết minh về các đặc điểm để thuyết minh về các đặc điểm nào của cây chuối đây các bạn. Nhà thì chúng ta cũng đã đọc văn bản trước rồi đúng chưa? Chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Thì ở đây cô cũng giúp các bạn ha. Thì văn bản thuyết minh này thuyết minh về cái gì đây? Thuyết minh về các đặc điểm gì của cây chuối đây các bạn ha. Đầu tiên đó là đây là các bạn ha. Ở nông thôn đúng không? Ở gì nữa đây? Sống ở ao hồ nè. Bên ao hồ đúng chưa? Rồi không ở đâu? Ở khe suối hoặc là ở thung lũng ha các bạn. Không? Đó, thì đây là cái gì? Đây là cái gì các bạn? Nơi sống. Nơi sống ha. Rồi, tiếp tục. Thì ở đây. Màu khác ha. Đây. Thuyết minh về đặc điểm gì của cây chuối đây? Mọc chuối hành rừng. Được chưa? Rồi, phát triển rất là nhanh nha. Chú mẹ đẻ chú con, rồi chú con đẻ chú cháu, vân vân. Được chưa? Thì cái đó nói về cái gì các bạn? Đặc điểm sống. Đúng không? Đặc điểm sống của cây chuối ha. Đặc điểm sống. Rồi. Chúng mình về đặc điểm nào của cây chuối nữa đây? Đây chúng ta có cái gì? Dưới đây nè các bạn. Các loại chuối nè các bạn. Rất nhiều chuối được đề cập đến ở đây. Chú hương, chú ngự nè, chú sứ nè, chú mường nè. Rồi chuối trứng cuốc nữa nè, đúng chưa? Đây rất nhiều nha. Rồi các loại chuối đúng không nè. Rồi ở đây còn thuyết minh về gì? Buồn chuối nè. Rồi ở dưới đây là trái chuối nha. Đó đây còn đây. Đây là mình về buồn chuối nè các bạn. Rồi thuyết minh về gì đây? Mình về trái chuối nữa nha. Được chưa? Thuyết minh nhiều quả chuối. Đó, đây là của chuối chín và chuối sống. Cụ thể như thế nào thì chúng ta đã đọc rồi đúng chưa? Rồi như vậy ở đây là có thuyết minh về ngoài là nơi sống, đặc điểm sống của cây chuối ra thì còn có là các loại chuối nữa. Loại chuối, buồn chuối, quả chuối, chưa? Chúng ta cũng đã đi xác định được đối tượng thuyết minh nè, nội dung thuyết minh nè, rồi thuyết minh về các đặc điểm nào của cây chuối rồi. Và bây giờ quan trọng nhất là chúng ta sẽ đi chỉ ra được các yếu tố miêu tả mà được đưa vào trong cái bài văn thuyết minh này ha.
Rồi, chúng ta xác định các yếu tố miêu tả nha các bạn. Các yếu tố. Các yếu tố miêu tả. Các yếu tố miêu tả này thì bây giờ là cô sẽ cho thời gian các bạn 1 2 phút để chúng ta nhìn lại sách, nhìn lại cái văn bản thuyết minh này ha. Sau đó chúng ta chỉ ra, chúng ta xác định cho cô các cái yếu tố miêu tả. Là các bạn chú ý ha, là yếu tố miêu tả thì có thể nó là những cái từ ngữ, những cái cụm từ thôi, chứ không phải là chúng ta gặp hết cả câu ha các bạn. Rồi chúng ta trở lại với lại cuốn sách. Thì đây cô sẽ giúp các bạn chúng ta xác định yếu tố miêu tả. Các bạn cũng xem lại con coi mình xác định coi có trùng hợp trùng với lại cô hay không ha, có giống với cô hay không. Được chưa? Yếu tố miêu tả. Đây chúng ta xác định ở trong sách nha các bạn. Chúng ta sẽ không có cập nhật vào vở. Đây. Thân mềm vươn lên như những trụ cột nhẵn bóng. Được chưa? Đó, các bạn nào xác định giống câu không? Đó là cái yếu tố miêu tả thứ nhất. Yếu tố miêu tả tiếp theo là tỏa ra những vòng tán lá xanh mướt. Yếu tố miêu tả tiếp theo. Còn nào nữa nè? Đây, ở dưới đây các bạn ha. Khi chín vỏ chuối có cái gì các bạn? Này, chuối có những vỏ lốm đốm như vỏ trứng cuốc, được chưa? Khi chín vỏ chuối có những vệt lốm đốm như vỏ trứng cút, trứng cuốc đó, yếu tố miêu tả của mình nha. Ngoài ra còn có yếu tố miêu tả ở đâu ở đây nè, bạn nhìn ở dưới đây nè, nè ở cái đoạn này nè các bạn ha, đoạn này cho đến cái đoạn này á, thì nguyên cái đoạn này là thuyết minh cho chúng ta viết về cái gì đây, cái cách ăn chuối xanh đó các bạn. Nó thì trong đây là có lồng ghép yếu tố miêu tả trong đây nè nha. Đó, được chưa? Như vậy thì chúng ta thấy là yếu tố miêu tả mà khi mà nó được đưa vào trong bài văn thuyết minh đó, thì nó sẽ làm cho cái bài văn thuyết minh của mình đó, nó thêm hay, nó thêm hấp dẫn, nó thêm sinh động, nó ấn tượng nè, được chưa? Nó tạo được cái điểm nhấn. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ đi những cái yếu tố thuyết minh trong cái, xin lỗi, bỏ đi những cái yếu tố miêu tả trong cái bài văn thuyết minh này nè, thì chúng ta thấy là cái bài văn thuyết minh này nè, nó sẽ không có hay, nó sẽ không có hấp dẫn gì hết, đúng không? Đó, còn khi mà có yếu tố miêu tả luôn nữa thì nó sẽ khác, được chưa? Như vậy chỗ này thì chúng ta thấy được á, cái tác dụng của yếu tố miêu tả khi mà chúng ta đưa vào trong bài văn thuyết minh. Ta nhận định ha, là yếu tố miêu tả đưa vào trong bài văn thuyết minh thì nó sẽ làm cho đối tượng thuyết minh, đối tượng thuyết minh được nổi bật, ấn tượng, được nổi bật, ấn tượng. Đó là tác dụng của yếu tố miêu tả. Như vậy ở cái bài này thì các bạn nắm cho cô cái yếu tố miêu tả ha. Các bạn chú ý cho cô cái việc mình đưa cái yếu tố miêu tả vào trong cái bài văn thuyết minh nhằm để làm gì, tác dụng của cái việc, tác dụng của yếu tố miêu tả được đưa vào trong bài văn thuyết minh là cái gì nha. Đó, yếu tố miêu tả. Chưa? Chúng ta đến với lại phần 2 là mã ghi nhớ. Ghi nhớ thì chúng ta xem ở trong sách giáo khoa. Phần 3 là mã là luyện tập. Do là nó nhiều cái file cùng một lúc cho nên máy nó chạy rất là chậm mà các bạn. Bài luyện tập. Luyện tập thì chúng ta sẽ đến với lại cái bài luyện tập ở trang số 29 trong sách giáo khoa, 28 trong sách giáo khoa. Bạn nhìn ha. Thì các bạn nhìn ở trong sách giáo khoa trang số 28. Đây là một cái đề bài đây các bạn ha. Cô sẽ giao cho các bạn, chúng ta sẽ tự làm ở nhà cho cô. Cái đề này nó cũng dễ thôi.
Bài tập giáo khoa số 28 các bạn sẽ làm ở nhà cho cô. Cô nói về cái đề này. Đề này là đề văn thuyết minh nha các bạn. Được chưa? Văn thuyết minh thì nhắc lại, đây là kiến thức cũ là năm lớp 8 chúng ta đã học rồi. Văn thuyết minh thì các bạn lưu ý dùm cô khi làm nó thì gồm 3 phần nha, mở bài, thân bài, kết bài. Ở phần mở bài á, xin lỗi, phần thân bài các bạn chú ý dùm cho cô là chúng ta sẽ tách ra làm nhiều đoạn nha, chúng ta không viết chung, viết chung là thành một đoạn trong phần thân bài, được chưa? Như vậy thì cái bài làm của mình nó sẽ rất là khó, nó rất là khó nhìn ha, nó rất là khó cho cái người chấm, rất là khó theo dõi, người ta nhiều quá người ta cũng không có mà thoải mái trong cái việc mà đọc thôi các bạn, cho nên nó là chúng ta cố gắng nhìn cho cô mỗi một đoạn như vậy á, chúng ta trình bày một nội dung, được chưa? Vì đương nhiên trong phần thân bài thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nội dung, như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều đoạn trong phần thân bài nha. Và các bạn chú ý là cái bài học của mình đây là gì, yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh, cho nên là khi làm văn thuyết minh thì chúng ta cũng chú ý chúng ta đưa lồng ghép yếu tố miêu tả vào trong cái bài văn thuyết minh của mình thôi nha, chú ý ha, lồng ghép yếu tố miêu tả vào trong cái bài văn thuyết minh. Tùy mức độ nhiều hay ít thì đó là tùy các bạn nha, yếu tố miêu tả đó nó chiếm cái phần nhiều hay ít là do chúng ta thôi nha. Để ở đây trong sách này chúng ta thấy là ở đây người ta cũng có một cái đoạn thuyết minh nè các bạn ha, đây có một cái đoạn thuyết minh về con trâu nè các bạn, chúng ta có thể thảo, được chưa? Thì thuyết minh về con trâu thì trên mạng nó cũng có rất là nhiều thôi, chúng ta có thể lên đó các bạn làm cho mỗi bài tập cho cô, không không hiểu là làm một giấy nha, được chưa? Rồi em giao các bạn chúng ta làm việc ở nhà nha. Để kết thúc cái chủ đề thứ nhất văn bản nhật dụng này thì chúng ta còn có những cái bài tự học, thì ở đây cô cũng xin gửi đến các bạn phiếu học tập, đây phiếu học tập. Phiếu học tập của mình tiếp cái bữa trước thì tôi cũng giao cho các bạn một cái phiếu học tập đúng chưa, bài tuyên bố thế giới vì sự sống còn, việc làm bảo vệ và phát triển của trẻ em. Kết thúc cái chủ đề một này, cô còn giao cho các bạn thêm một cái phiếu học tập nữa, đây đó là sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, và song song đó thì chúng ta có cái bài luyện tập luôn ha. Đây các bạn lưu ý là đây là một số biện pháp nghệ thuật ha, còn cái bài chúng ta vừa học đó là yếu tố miêu tả, thì ở đây chúng ta nghiên cứu hai cái bài này và sau đó thì chúng ta trả lời một số cái câu hỏi này cho cô, được chưa? Thì cũng giống như bài trước thôi, chúng ta chụp màn hình này các bạn ha, rồi sau đó là chúng ta sẽ ghi tất cả cái nội dung này ra vở hoặc là ra tờ giấy, những câu nào câu hỏi thì những cái câu hỏi này nè thì chúng ta nhớ chúng ta chừa trống ha, khi chép câu hỏi chúng ta nhớ chúng ta chừa trống để chúng ta có cái phần trả lời, được chưa? Cũng rất là ngắn gọn thôi, cô làm vài câu hỏi đi cho các bạn có cái phần nghiên cứu thêm ở nhà, tự học thêm ở nhà, 1 2 3 4 5, 5 câu hỏi thôi. Được chưa? Rồi, các bạn chụp màn hình nha. Thì giờ chúng ta kết thúc cái bài học của mình ở đây. Rồi có bạn nào có trao đổi gì thêm không nè, có thắc mắc vấn đề gì hả, cần phải có cái gì cần giải đáp thêm không? Không ạ. Rồi như vậy lớp mà chúng ta nghỉ đi ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở buổi học sau tuần sau ha.